Chào các bạn, hôm nay lên sóng BTV là hai chàng trai rất là đẹp trai các bạn thấy không ạ? Một bạn tên là Huy Hoa Lan, một bạn tên là Long O Bình. Bây giờ các bạn mình không nói ai hết, các bạn tự đoán. Và hôm nay các bạn không thấy mặt mình, vì mình là người quay rồi. Và bây giờ bạn Huy Hoa Lan, bạn sẽ giới thiệu cho mọi người biết là tại sao bạn có cái tên là Huy Hoa Lan. Và bạn đã có vợ chưa, được mấy con rồi? Chào các bạn, mình tên là Mai Quy, thì hiện tại giờ mình đang kinh doanh về bản chính là Hoa Lan. Thì đặc biệt mình có tên là Mai Quy Hoa Lan thì do là mình bán hoa lan toàn quốc, thì mình bán giao hàng online. Thì như bạn ngạc nhiên là sao bán hoa lan là nó rất là khó dễ hư mà tại sao lại giao hàng online được, nên thành ra là các bạn rất thích cái mảng hoa lan của mình, đặc biệt vậy nên gọi là Quy Hoa, Mai Quy Hoa Lan. Thì hiện tại giờ mình có gia đình cũng khoảng 15 năm. 15 năm rồi. 15 năm. Con lớn cũng 13 tuổi. Con nhỏ 2 tuổi. Thì hiện tại giờ mình đang sống và làm việc ở bên Nhà Bè. Thì rất vui làm quen các bạn. Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vâng. Và các bạn thấy vậy là còn một người còn lại là Long A Bình, các bạn biết là ai là Long A Bình rồi. Bạn có thể cho mọi người biết là tại sao bạn có cái tên là Long A Bình và bạn có gia đình chưa? Chào bạn, mình là Long A Bình. Thì thật sự là tên thật của mình là Long, mà cái công ty đầu tiên và cũng là công ty hiện nay mình phát triển cho tới 4 năm nay đó là công ty A Bình Tour, du lịch A Bình. Thì mình nghĩ là cái tên mình thì nó dễ hòa lẫn nên mình chọn một cái nickname cho nó đặc biệt, là lấy tên mình và tên công ty ghép lại. Long Oven. Bạn có gia đình chưa? Long Oven hiện nay là có gia đình được 2 năm rồi và có một bé trai 20 tháng. Cũng là quen một bà xã mình, là mình quen trong các lớp học của thầy Duy. Rất là tuyệt vời. Bạn Huy Hoa Lan có thể là cho các bạn biết là lúc xưa trước khi ra khởi nghiệp bạn làm cái nghề gì? Bạn có thể kể một chút xíu về lịch sử của mình được không ạ? Mình thì mình làm về, trước đây thì mình làm một cái nghề nó bị ngược với qua, là mình làm bên kỹ thuật. Mình làm bên vi tính phần cứng luôn đó. Thì thực sự là mình làm theo cái trào lưu, có nghĩa là cái thời mình ra trường và đi học á là năm 97, thì về vi tính rất là nóng và hot. Thật sự là lúc đó là cái nghề mình làm rất là ngon, thì mình cũng không có sự hướng dẫn tư vấn, thậm chí là không có cái phần những người khởi nghiệp của thầy nữa, cứ thấy phong trào là mình đi học đó. Nhưng mà thực sự trong cái tâm hồn mình lại cứ thức về hoa kiển đó. Mình đã chơi cái kiển từ hồi tấm bé, như là từ cấp 1 đó. Mình đã phụ mẹ mình đã làm dương và mình chơi lan từ năm lớp 7 đó, tới giờ là thâm niên cũng rất là cao đó. Từ lớp 7 tới giờ thì là, nhưng mà là đặc biệt là ra trường đi học, sau khi tốt nghiệp phổ thông mình lại đi làm nghề học vi tính rồi làm IT và làm cuối cùng là mình làm bên đài truyền hình kỹ thuật số VTC, bên đài truyền hình bên phụ trách bộ phận kỹ thuật và phát sóng. Thì cái niềm đam mê thì lúc nào nó cũng mình nghĩ là chắc tới cuối đời luôn đó. Chỉ cần có một chất xúc tác thôi là mình sẽ bùng nổ cái niềm đam mê đó. Và mình thấy bây giờ cũng rất là nhiều người cũng giống như mình luôn, là mình làm bên vi tính và mình làm một số việc rồi cũng không có thành công, thì mình lại về ở ẩn là bên Nhà Bè. Thì cái vô tình là nơi đó, thời đó đất nó rộng, giá nó khá rẻ, mình mua một cái nơi trong hẻm thì nó lại càng rộng. Hẻm nếu mà các bạn biết thời đầu bán thì hẻm gọi là ngoằn ngoèo đó. Mình vào đó thì diện tích nhà mình khá rộng, cũng khoảng 150 mét vuông hơn, thì mình tự nhiên mình lại tìm tòi hoa lan rồi mua về mà coi như là không gọi là mua mà tốn tiền á, cái như mình đi đồng lương mà tính tiền á, lãng quạng bị vợ cóc sói đầu đấy, có nghĩa là mình sẽ bị chi phí ra nhiều quá vì cái niềm đam mê đó. Thì về cái mạng, bắt đầu lúc đó không có mạng online về Facebook gì hết đó, thì mình bán trên những diễn đàn, trên website, thì mình làm cái phần đó. Thì mình thấy kinh doanh vừa đam mê vừa kiếm được tiền,
không bị vợ la. Mình cứ làm đó, mình làm thì mình phát triển từ từ lên đó, từ từ lên và mình bán online về Hoa Lan thì chuyển nghề hẳn, mình nghĩ làm và mình chuyển nghề hẳn qua cái phần Hoa Lan đó, thì mình thấy rất là hạnh phúc với những cái niềm đam mê về của mình. Thì nãy mình nói đam mê là không bao giờ từ bỏ đó, và bao nhiêu có người thì sẽ bùng cháy, là mình thấy khách hàng mình cũng rất là nhiều người như vậy, họ trong cuộc đời họ lăn lộn rất là cực khổ, làm lộn công nhân viên chức, như một ngày mà họ gần về hưu họ tâm sự với mình là anh đã sắp sửa theo cái niềm đam mê của mình, tức là anh sẽ trồng cây trồng lan, thì họ chuẩn bị họ đi học trồng lan hay là họ mua lan về họ chơi, và khi họ về hưu là họ qua vườn mình họ mua rất là nhiều để họ thỏa cái niềm đam mê. Mình nghĩ tới già tới lớn hay là từ nhỏ đến lớn, ai mà có niềm đam mê thì bao giờ niềm đam mê nó sẽ theo mình mãi mãi, không bao giờ tắt đi. Thì mình nghĩ là cái đó là điều tuyệt vời trong cuộc đời này các bạn. Vâng, rất là tuyệt vời. Cống hiến với đam mê, yeah. Làm việc với đam mê thì cái cuộc đời mình nó ý nghĩa lắm, nó vô cùng ý nghĩa. Yeah. Vâng, và bây giờ câu hỏi dành cho bạn Long O Bình. Vậy thì hồi nãy giờ nghe nhưng mà không biết là bạn làm cái gì. Và bạn sẽ cho mọi người biết là lý do vì sao bạn chọn cái ngành nghề đó, và cái ngành nghề đó nó hiện tại nó đã mang được cái kết quả gì đến cho bạn. Long O Bình thì hiện nay là đang làm cái lĩnh vực du lịch. Công ty mình là thế mạnh lớn nhất là cho thuê các dòng xe, sau đó là mở các tour đi quốc tế và dịch vụ vé máy bay, dịch vụ hàng không. Cái lý do mình chọn ngành này khác anh Huy Hoa Lan là chỗ là thật sự thì từ nhỏ mình không biết du lịch là gì, tại vì sinh ra ở miền quê miền Trung á, thì lo cái ăn không là đủ hết giờ rồi, nên không dám nghĩ tới chuyện đi chơi này nọ. Nhưng mà khi mà vào Sài Gòn và có cái duyên tiếp xúc với ngành du lịch thì mình yêu thích những cái chuyến đi, mình yêu thích được trải nghiệm thực tế đi qua nhiều quốc gia, nhiều vùng miền. Đó là một yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai, nó thật là một phần là do mình học cái ngành này ra. Và khi mà ra trường á, thì mình cũng muốn làm cái gì đó riêng, mình mở công ty. Nhưng mà trong 2 năm đầu tiên thì thật sự là không làm được cái trò trống gì trơn. Mình không biết về kinh doanh, mình không biết về khởi nghiệp. Thì cho tới 2014, tháng 11 2014, đó là bắt đầu học vào bên Beginning, bên gặp được thầy Duy. Thì thầy mới có những cái bước dẫn dắt đầu tiên. Và từ đó mình nhận định rằng cái ngành mình nó rất phù hợp với cái xu thế kinh doanh online hiện đại. Thì mình bắt tay mình làm luôn, bắt đầu từ xe. Và hiện nay mình làm thêm về các tour quốc tế, dù còn vé bay thì nó tiến triển khá là tốt sau một thời gian phấn đấu. Hiện nay kết quả đạt được thì cũng không... doanh số mang về cũng khoảng 1 tỷ một tháng, gần 1 tỷ một tháng. Cái điều mà cảm thấy mà vui nhất đó là cái con đường kinh doanh đó, nó giúp cái bản thân mình lớn lên mỗi ngày. Lớn lên mỗi ngày, mình giúp được nhiều người hơn, mình lo được tài chính cho gia đình, cho bố mẹ, cho ông bà, mình lo được cho những người anh em của mình công việc tốt hơn, thậm chí là mình giúp được cho bà xã mình, cho anh trai mình ra khởi nghiệp một cách rất là vững chắc. Và mình có điều kiện để mình giúp đỡ nhân viên. Đặc biệt cái yêu thích nhất của mình là mình từ kinh nghiệm thực tế mình đào tạo nhân viên, mình giúp các em nó phát triển lên, nó mạnh mẽ hơn, nó có mục đích sống hơn. Và từ đó nhân viên yên tâm làm việc và đưa vào cái dịch vụ, cái sự yên tâm đó vào dịch vụ thì cái công việc nó tốt hơn. Rất là tuyệt vời. Vậy là các bạn vừa rồi nghe cái câu chuyện tâm sự một chút xíu của bạn Long cũng như bạn Huy Hoa Lan. Bây giờ cái câu hỏi dành cho bạn Huy Hoa Lan là trong cái quá trình mà kinh doanh Hoa Lan á, thì bạn Huy có thể chia sẻ cho mọi người là cái điều gì mà làm cho bạn vui không? Cái câu chuyện của khách hàng nào, hoặc là cái công việc nào, cái tình huống nào mà làm cho bạn vui và bạn rất là đáng nhớ, để bạn kể cho mọi người nghe là kinh doanh Hoa Lan nó thú vị như thế nào, hoặc là cái con đường kinh doanh nó thú vị nó như thế nào. Chuyện vui thì nó cũng nhiều. Thì hôm nay mình kể chuyện mới đây nhất. Thì mình bán hàng thì mình cũng gặp khách hàng rất là nhiều. Thì có một bữa đó thì có một khách lớn tuổi rồi bạn, tóc bạc, hỏi ra thì hiện tại là khoảng 80 tuổi hơn. Bác có một cái tên rất là đặc biệt, nhưng mà mỗi lần đến cửa hàng mình thì nhân viên, thậm chí mình ai cũng thích hết. Đó là bác tên Hồ.
thì Bác Tân Hồ. Bác Tân Hồ có nghĩa là Bác Hồ đến rồi thì là hiểu rồi đó. À, có Bác Hồ đến là có Minh Mi. À, cứ Bác Hồ đến thì bác đó là người Bắc. Bác có một cái hoàn cảnh rất đặc biệt. À, các bạn nghe hoàn cảnh này tưởng mà bác khó khăn, không có đâu à. Cho con của bác là giỏi số 1. Hiện tại là có đứa đang làm bác sĩ nha, trưởng khoa. Có đứa đang làm bên hàng không. Bên hàng không các bạn ha. Rồi có đứa, coi như là có một đứa là đâu nó nước ngoài hay gì đó. Thì là bác tâm sự với mình là bác rất là thích Hoa Lan. Và bác tìm đến mình tại bên mình nó có phần luôn cả về vấn đề huấn luyện nữa. Chứ còn không phải mà bán cây không. Bán cây không thì người ta về là không có làm được. Thì bác thích cái phần đó. Tại vì là khi cái phần đó thì bác về bác làm bác an tâm hơn về vấn đề kỹ thuật. Tại vì ở ngoài bác thấy cái thị trường đó nó khác hẳn. Đó, thì bác muốn hẳn cái người con đang làm ở sân bay về làm vườn lan. Cái này là cái này cũng là một cái điều đặc biệt đó. Mà mình thấy là bác là tức là bác lớn tuổi rồi, bác muốn cái niềm đam mê của bác qua người con. Thì mình có hỏi là người con có bác có làm được không. Mình thấy người đang làm chỗ ngon qua chỗ lan này thấy nông dân cực quá, lỡ có chuyện gì mốt mình cũng liên đế đó. Thì là bác nói là con bác 40 mấy tuổi mình gần về thu giãn cũng còn một thời gian nữa là cũng về hưu rồi đó. Mà giờ bác về làm nông dân mình cũng ngạc nhiên đó. Thì thôi chuyện nhà quá, nhưng mà nói thì mình cứ nói bác cứ cho con bác đến chỗ mình học nghề miễn phí đó, cứ đến chỗ mình là mình huấn luyện đào tạo miễn phí để về ngoài cho nó chắc, chứ không ngoài là liên đế là nguy hiểm đó. Người ta đang có công ăn việc làm rồi lại này kia niềm đam mê, thì chắc con bác cũng có đam mê nên bác mới như vậy đó. Rồi là bác kỳ rồi bác về ngoài thì bác test những cái phần cây lan để sắp tới bác thương mại, bác thấy rất là tốt. Thì rồi bác mới vào bác khoe mình là tốt lắm đó, nó rất là chịu đó. Thì định hướng là năm sau là kéo đứa con về ngoài để làm. Thì mình thấy là một người lớn tuổi mà có tâm hồn yêu cây và thậm chí kinh doanh rất là tốt. Thì mình thấy là trong ngành mình có nhiều cái gọi là nhiều cái không thể nào tưởng tượng được những cái phần về cuộc sống đó. Mình nhiều khi nó là nông dân muốn đi bây giờ thì chào luôn nông dân đi lên thành thị. Bây giờ mình thấy có nhiều người là từ thành thị đi về làm nông dân. Nếu làm các bạn làm tốt các bạn có lợi nhuận cao lắm đấy, làm trong nông dân đấy. Bây giờ nhiều người là đậu lại đại học với là nông dân làm nông dân rất là nhiều, mình gặp quá trời trường hợp luôn đó. Thì mình muốn khuyên các bạn cứ làm theo đam mê yêu thích các bạn như nãy mình nói đó, là các bạn chắc chắn các bạn sẽ thành công. Ok, rất là tuyệt vời. Và câu hỏi dành cho bạn Long Open là trong suốt hành trình ra kinh doanh cho khách hiện tại á, thì một cái câu chuyện mà vui mà ý nghĩa đối với khách hàng của bạn là gì, bạn có thể chia sẻ cho mọi người. Câu chuyện vui và ý nghĩa đối với bên công ty bên mình bên Long Open á, đó là thật sự là cách đây một tháng thì bên mình có cái vinh dự là mình kết nối và mình được phục vụ một cái khách hàng rất lớn, mà sau này khi biết được thì mình mới rất là giật mình. Đó là họ là những cái lãnh đạo cấp cao nhất của tập đoàn cao su lớn nhất Malaysia qua Việt Nam công tác. Thật sự trước giờ mình làm xe thì mình cũng không hình dung được là sẽ có một ngày mình làm được những đoàn như vậy. Mà vừa rồi thì họ đoàn Malaysia qua thì họ thuê 2 chiếc xe limousine, họ đi trong suốt 2 ngày quanh thành phố Hồ Chí Minh công tác, và họ đòi cái service cực kỳ là khắt khe. Cái đó nó dạy cho đội ngũ lớn mình một cái bài học là để làm được những đoàn khó, đoàn quan trọng như vậy thì cái chất lượng dịch vụ cũng như là cái khâu chuẩn bị cực kỳ là kỹ. Người ta liên hệ với bên lớp mình là suốt hơn 1 tháng trời với mấy chục cái email gửi qua gửi về như vậy. Mà đặc biệt mình để trọng cái công ty này ở chỗ là họ gửi qua một cái bản cam kết văn hóa. Họ yêu cầu bên mình phải ký đóng dấu và gửi lại cho họ là service dịch vụ này nọ, và đặc biệt là họ nói là chúng tôi không chấp nhận trường hợp là
quý vị gửi tiền hoa hồng cho nhân viên chúng tôi để lấy được hợp đồng này. Nếu họ biết được là họ đã tiền thanh toán cho hợp đồng luôn. Cái đó rất là lạ và mình cảm thấy rất là hay mà đáng học hỏi. Họ làm cái sự chính trực và nghiêm túc trong cái văn hóa công ty như vậy. Và cái đoàn này trở thành một cái đoàn ấn tượng của năm 2017 của bên công ty mình. Mình rất là vui khi được phục vụ một đoàn khách quan trọng như vậy. Và nó nâng cái tầm của dịch vụ Long Open lên một cái đẳng cấp khác so với những năm trước. Đó là một kỷ niệm rất là hay. Wow. Chỉ có cuộc đời lần của anh nó có những cái câu chuyện các bạn thấy không ạ? Vừa rồi các bạn thấy bạn Huy Hoa Lan cũng có những câu chuyện nó rất là ý nghĩa. Và bạn Long Bình cũng có câu chuyện rất là ý nghĩa. Vậy thì một cái câu hỏi khác dành cho bạn Huy Hoa Lan là nếu mà một cái câu chuyện buồn, câu chuyện rây rứt hoặc mình cảm giác nuối tiếc trong cái hành trình kinh doanh, đó là cái câu chuyện gì? Bạn có thể chia sẻ không? Cho mình xin ít phút để mình nói chuyện thêm với bạn Long. Thì cũng là một chuyện vui trong cái ngành nghề kinh doanh và trong cái phần học đi training. Thì thực sự là các bạn biết thì các bạn đây đa số là đi training hết rồi. Thì nó cũng có một chuyện vui đi training chút xíu đi ha, rồi mình nói qua chuyện buồn. Đúng rồi. Thì thời đó mình đi học với Long, thì bà xã Long có lần mình trở về và bà xã Long hỏi, lúc đó chưa quen Long nha. Ở có biết vụ đó không ta? Biết. Đó, vậy là cũng được. Đó là kể là bà xã Long hỏi là em muốn cái tấm chồng thì tấm chồng nó như thế nào? Tức là muốn hỏi mình có cái kinh nghiệm đi trước rồi. Thì là cái chồng em nên lấy thế nào? Thì lúc đó là Long cũng thật sự là mới khởi nghiệp, mình nói thiệt còn nghèo lắm. Long lúc đó còn nghèo lắm, mình nói thật. Nói đi các bạn thấy người nghèo thì vẫn lên được. Vợ Long thì vẫn đang đi làm công viên viên chức đó. Thì mình cũng nói với vợ Long là nên kiếm một người họ có ý chí phấn đấu tiến, tức là tiến thủ đó. Đó là họ có những cái niềm đam mê mãnh liệt về cuộc sống, tức là họ không bỏ cuộc thì quan trọng, ngon nghèo hay giàu không quan trọng. Đúng rồi. Đó, xong cái mình mới nói trong lớp thấy Long là nãy bình thường không về với em thì anh cũng chở Long về. Đợt đó Long không có xe đi nữa mà. Long lúc đó là chơi liều, là quăng xe bán cầm đồ hay gì đó rồi làm ăn luôn. Đó là mình thấy là cái ý chí, cái sự quyết tâm chính xác. Mình thấy cái điều đó mình đáng quý, thì mình nói nếu mà được thì quen ông này mình thấy hay nè. Đó, quen ông Long này đi là mình thấy là có tương lai đó. Còn mấy ông khác thì mình cũng không chơi thân nên mình cũng không biết sao nào. Đó thì không ngờ mình nói vậy mà không biết sao hai đứa nó thành. Long nó cũng phát triển, cũng có lúc nó xuống rồi nó cũng lên, nhưng mà cái tinh thần của nó mới quan trọng. Nó xuống nhưng mà nó có cái tinh thần quyết tâm, nó là cảm tử luôn mà nó thật. Long là cảm tử luôn mà nó dùng từ là vậy. Nó lên cỡ người này cỡ nào quăng cũng sống được đó. Sài Gòn này mà nó đúng rồi. Đúng rồi. Thì Long nó đi lên thì hiện tại giờ Long làm rất là tốt, có văn phòng, có nhân viên cũng gần 10 người, nó doanh thu có rồi, 1 tỷ một tháng. Dạ, cái gì làm bên mảng này 1 tỷ là quá quá tuyệt. Mảng phục vụ mà 1 tỷ cũng phải khó lắm. Đúng rồi. Đó. Rồi đội ngũ huấn luyện, rồi anh em chơi nhau, rồi có sinh con, rồi thường xuyên gặp mặt giao lưu. Đúng rồi. Thì mình thấy cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc nó là cái đúng đó, anh em mình gặp nhau nó là vui. Đó. Thì cũng may mắn anh cũng là một cái cầu nói chút xíu. Đó. Thì anh cũng mong là cuộc đời cái cầu nói này nó vững chắc để tụi em đi nó phát triển mạnh hơn nữa. Đó. Con cái gia đình thì sao phát triển thật là vững bền. Phát triển mạnh mẽ với cái tinh thần của em. Đó là điều anh là vui nhất. Đó. Thì anh thấy cái điều đó là anh quý. Tối hôm nay hóa ra đó là tâm sự của những ông đàn ông lên đậu này mấy bà vợ xem mới vui kể, ha. Tối nay mới kể. Tâm sự đâu dám kể, đâu dám không dám đầu công luôn. Đó thì là xưa giờ làm mai cũng nhiều mối, thì mối này mình thấy cũng thơm đúng không? Thơm về tinh thần chứ. Không cần cái gì. Thật sự thì nghe anh Huy kể lại mình cũng nhớ những cái ngày tháng đó rất là hay. Hồi đó mình đang ở trọ quận 7. Bà xã mình cho tới bây giờ vẫn xác nhận lại là quen mình là nhờ biết anh Huy. Và hồi đó quyết định quen mình hai đứa tiến tới là cũng nghĩ đơn giản thôi. Thật sự hồi đó hai đứa quen nhau chưa lâu. Nhưng mà bà xã mình chỉ nghĩ đơn giản là anh Huy rất là được. Bạn anh Huy chắc cũng được.
Xác nhận như vậy là mình cũng đang được xả là nhờ bạn anh Huy. Cảm ơn Huy rất nhiều. Và mình, bắt tay cái. Mình cũng nhớ lại là những cái ngày mà khó khăn nhất. Nhân Huy kể là mình bán xe máy, mình đi xe buýt để đi học, đi làm. Chính xác. Là những ngày mà được anh Huy hỗ trợ rất nhiều. Thậm chí có những lúc mình phải, mình không biết làm sao để có tiền, thì anh Huy mới ngỏ lời là thôi mày qua mày viết vài bài cho anh, lấy tiền sống qua ngày đã. Thì hồi đó mình cũng dành thời gian mình viết bài hoa lan hoa đồ cho anh Huy để có thu nhập. Là hồi đó là rất là nhớ những cái khoảng khắc đó. Và mình rất là cảm ơn đã được gặp anh Huy và trở thành một người bạn thân của anh Huy cho tới hôm nay. Cái trong mình gọi là cái giây phút đó mình gọi là giây phút vàng. Những cái khó khăn nhất trong cuộc đời á, nó gọi là những giây phút vàng. Tại bây giờ các bạn muốn cũng không có được đâu. Đúng rồi, giờ là lông gì không muốn nữa đâu. Không được. Cái giây phút đó là cái giây phút vàng và giây phút quý nhất. Gọi là cái giây phút mà trong cuộc đời của người á, nó chỉ xuất hiện có một hai lần nó như vậy thôi. Không bao giờ nó xuất hiện lần nữa, bao giờ không thể được. Muốn cũng hỏng không được. Và cái giây phút đó nó giúp cho chúng ta nhận ra chính cái con người của mình. Mình là ai? Nó làm cho chúng ta lớn lên lắm. Và cái con người có trở nên bản lĩnh hay không là cách chúng ta đối diện với những cái khó khăn ngay lúc đó. Cái lúc đó mới tuyệt vời. Vâng, và bây giờ bạn Huy kể cái một cái câu chuyện buồn đi ạ. Một cái câu chuyện gọi là một cái chuyện nối tiếc. Thầy làm khó em quá. Em vui rồi, chỉ muốn chuyện vui rồi. Thì bây giờ nói mà về buồn á, thì rõ ràng á là kinh doanh tới giờ này mà các bạn ngồi nói thiệt, nói chuyện với mình giờ thì có nhiều chuyện cũng buồn, nhưng mà chuyện vui nó nhiều hơn. Mình nói thật, mình thích thầy Di có một cái tới bây giờ luôn là cái chữ năng lượng. Mình nói thật, tới giờ này không bao giờ mình tắt năng lượng. Năng lượng mình lúc nào cũng bùng cháy. Đó. Thì là cái đó là nó kéo lại cho mình những cái phút mà mình yếu đuối, mình bị rớt cái gì đó, mình thất bại cái gì đó. Đó. Thí dụ như mình nói thật, nhiều khách hàng có thể nói, ôi cái thằng này bán hàng không có chỗ, như kiểu vậy, bán trong hẻm, trong hốc. Đó. Họ chơi mình, họ nói mình này kia. Nếu mà mình yếu năng lượng, mình tụt, mình rớt, mình không bán hàng nữa. Rồi mình sao? Mình bỏ. Mình làm sao? Có nhiều cuộc đời trong lúc kinh doanh có nhiều cái là mình muốn rớt hẳn. Thí dụ như khách hàng thời đoạn đầu lúc có lúc không, rồi không có khách sao? Năng lượng đi xuống à? Lúc không có khách hàng thì mình hiểu nó là cơ hội vàng cho cái doanh nghiệp của mình. Thí dụ như lúc không có khách thì mình phải củng cố cái doanh nghiệp lại, rà soát coi nó bị thiếu gì, vân vân mọi chuyện, rồi coi mình phục vụ khách hàng tốt không. Như thầy nói, nhiều lúc mình phải lấy tin, mình nhắn cho khách hàng cái là mình hỏi là chị giờ này sao không cần bán hàng. Nhưng mà nhiều lúc mình bán bận quá, bán quá trời bán luôn, quên mất luôn, quên mất tiêu. Nhiều khi chính cái phần mình bán không được nó mới cần, là nhiều khi nó là cái tiền đề để làm cho những tháng sau bùng nổ doanh số lên. Đó, thì cái đó mình nghĩ là mình thích nhất là cái kiểu mà nhiều khi thất bại, nhưng mà chúng ta thất bại nhẹ nhàng như thầy nói, thất bại thanh lịch. Mình nhớ mấy cái bài đó, mình nói thật, mình học thầy mình xem mình nhớ dài lắm, chứ còn học mấy quá môn toán thì không nhớ. Đó, trả thầy hết rồi, nhưng mà học thầy mình nhớ rất là nhiều. Và một số cái, ví dụ như một số cái mà thất bại, mà không phải thất bại đi, mà thuộc dạng ví dụ như bản tánh mình á, nhiều lúc nó không có nhanh, không quyết liệt như Long. Ví dụ như mình mấy năm mình mới ra ngoài mình kinh doanh, tức là ra ngoài thuê mướn mặt bằng bên ngoài á để mình làm. Đó, không có được làm nhanh thì cái chậm thì cũng có cái chắc, cũng có cái hay, nhưng nó cũng làm cho mình trì trệ. Thì tới giờ này mình phát hiện là mình bị trì trệ khá 1 đến 2 năm. Nhất là cái trì trệ nhất trong cái phần giống như là mình không chịu chuyển đổi á, là ví dụ mình học thầy á, mình học sớm lắm bạn ạ, mình học từ 2011. Bây giờ là 6 năm rồi. Tối qua em mới giải mấy cái bằng. Mấy cái bằng đó thì ký cái thời, thậm chí sách cũ, tập cũ, tại vì em qua em soạn đồ thì thấy đúng chính xác 2011. Tới giờ là 6 năm. Mà bây giờ mình phát hiện trong Bi có nhiều bạn mạnh lắm, đi xa lắm, đại gia phát triển rất là chắc, nhanh lẹ. Mà mình bị thấy mình bị sai cái chỗ này rồi. Hồi đó mình học thầy có một khóa, hai khóa, xong rồi mình ra ngoài kinh doanh 3 năm mình mất tiêu luôn. Không có tương tác với bên thầy.
không có biết thầy có những cái khóa hay gì sao nữa. 3 năm sau mình đi học ra mình vỡ lẽ thì ra mình còn đang thấp thế nào, đang thấp mình đang vị trí thế nào. Mình tưởng là mình ngon nhưng thực sự mình thấp, làm mà cái đó là cái thất bại của mình, là thấp. Nếu thực sự mình đi học, cứ một năm mình đi học ghi phép lại, một năm mình đi học ghi phép lại thì cái đã bây giờ mình phát triển rất là nhanh. Thì trong thời gian mấy năm vừa rồi là mình đi học lại thì là các khóa của thầy mình học đủ hết, không thiếu khóa nào, tham gia đầy đủ hết, thì mình thấy mọi chuyện nó khác hẳn, mọi chuyện của mình nó quay lại. Nhưng mà so với các bạn nãy mình nói nhanh thì mình lại thua họ, dù họ học trễ hơn mình. 2012 mới học, 2013 mới học. Thì các bạn thấy đó là một điều mà mình nói tiếp trong cuộc đời này, thời gian không mua được đó. Ai cũng 24 giờ thì bây giờ cứ trôi qua từng ngày ngày thì mình mất 2-3 năm mình không có đi học. Thì đó là những cái phần mình nói tiếp về vừa kinh doanh vừa phần kiến thức đó. Mình khuyên các bạn có điều kiện các bạn đi học, nhưng mà các bạn cứ đi học thì mình khuyên, ví dụ như các bạn tùy theo con người mình, ví dụ có bạn đi học nhưng mà về không action thì các bạn nên tạm lắng chút xíu rồi các bạn action rồi các bạn lại học. Và cái này là phần kinh nghiệm mình cũng chia sẻ thêm đó. Còn có bạn học rất là giỏi, hệ thống quy trình rất hay, các bạn học hết luôn đi, các bạn về làm cho đủ. Ý là các bạn nên biết con người mình thế nào, chứ có nhiều bạn mình phát hiện đi học cũng về bỏ không. Thì cái đó là một số phần mình nuối tiếc trong cái cuộc sống này, thì mình muốn chia sẻ các bạn những cái dịp rất là kỷ niệm. Ngày hôm nay là mình đến thăm thầy, con mình nhỏ thì giờ nó lớn rồi, lâu rồi nên mình ghé thăm thầy, giờ đến giao lưu qua cái phương tiện giao lưu của livestream Facebook thì mình phải làm quen được rất rất nhiều các bạn trong VTNIN, là mình rất là quý mến điều đó. Cái này là quay video chứ không có live stream. Lên YouTube, lên YouTube này, lên YouTube nó sẽ có trên YouTube mà. Bạn Long Urban, một cái câu chuyện mà buồn trong kinh doanh, có thể là với khách hàng, có thể là đối với nhân viên, có thể là với đối tác, đó là cái câu chuyện gì? Thật sự thì trong kinh doanh thì không thể nói chúng ta hoàn hảo được. Đúng rồi. Và điều đó mình trải nghiệm rất là nhiều. Cái hay của kinh doanh là giúp chúng ta lớn lên từng ngày. Đúng. Nhưng mà cái điều đằng sau nó là những bài học đôi khi là khá thương đau. Thì một số trường hợp mình khá buồn khi mà cái chất lượng dịch vụ nó không được đảm bảo như cam kết mình với khách. Ví dụ như tài xế tới hơi trễ tí, thỉnh thoảng là chiếc xe đó không được chuẩn bị kỹ, nó gặp được chút xíu trục trặc. Thì đó là những cái kỷ niệm cũng nhỏ nhưng mà nó đáng để chúng ta rút kinh nghiệm. Nhưng mà cái kỷ niệm mà thật sự là để lại cái thương đau lớn nhất của bản thân mình đó là vào giữa 2016. Lúc đó là công ty đã hoạt động được một thời gian khá tốt, thì tự nhiên là mình bắt đầu mất năng lượng. Cái việc mình mất năng lượng, mình mất niềm tin vào cái ngành này, cái công việc của mình đứng núi này mình trông núi nọ, mình cứ nghĩ rằng cái ngành mình là không ngon, mình cứ nghĩ cái ngành mình là tới như vậy thôi, nó không còn gì thú vị. Nên khi đó khi mình mất năng lượng một cái thì bắt đầu công ty nó đi xuống. Công ty đi xuống, nhân viên thì từ 5 nhân viên nó giảm xuống còn 1 nhân viên, và cuối cùng là hầu như gần như đóng cửa, khách hàng không có nữa, khách hàng rất là lai rai. Và mình mất phương hướng. Thật sự là trong suốt 3 đến 4 tháng tiếp theo là mình không có làm nữa, mà mình loay hoay, mình đi tìm một hướng đi. Mình mãi loay hoay như vậy thì thật sự là gia đình cũng rất là vất vả, và bản thân mình cũng cảm thấy rất là băn khoăn. Thì khi mà được anh em gặp anh em rồi trao đổi, và sau một thời gian mình trải nghiệm ra những cái công việc khác, mình mới cảm thấy là biết ơn cái công việc mà mình đã làm qua ở cái công ty Lỡ Bình này. Một công ty mà đang giúp chúng ta, đang giúp mình tạo ra thu nhập, giúp mình có khách hàng, đang giúp mình nuôi sống gia đình và đang phát triển khá tốt như vậy, thì mình lại mất năng lượng, mình là không có cảm hứng nữa. Thì mình mới quyết định là mình dẹp hết những cái ý tưởng mới đi, mình quay về với công ty nơi mà mình đã khởi đầu, và mình vực dậy, mình đã tạo ra một cái nguồn năng lượng mới, và nó phát triển liên tục cho tới bây giờ, và nó đạt kết quả mà mình không tưởng. Trước đây mình cứ tưởng là cái công việc của mình nó chỉ giỏi lắm, nó chỉ đạt doanh số khoảng 100-200 triệu thôi. Bây giờ nó đạt gấp 5 lần như vậy. Thì đó là một con số nó thật là trước đây mình không nghĩ tới. Nên cái kỷ niệm buồn đó nó làm cái công ty nó giảm, công ty ngưng phát triển trong vòng tới 6 tháng. Và bây giờ phát triển lại nó khá vất vả. Nếu mà hồi đó mà chúng ta phát triển, bên mình mà phát triển một mặt luôn thì nó đã hơn bây giờ nhiều. Thì cái kỳ này đó là mình rút ra một bài học, đó là đang làm gì tốt cứ tập trung làm, và mình phải có cái sự lòng biết ơn đối với cái công việc, đối với cái công ty mà mình đã xây dựng, mình đã bỏ công.
Và dù cái sự phát triển của công ty dựa nó phụ thuộc vào tầm nhìn của chúng ta, chứ không phải là chúng ta đánh giá này nọ. Chúng ta nên giữ một nguồn năng lượng tốt, và nếu có muốn làm cái khác thì phải giữ tốt cái phong độ tốt cho công việc hiện tại, công ty hiện tại của mình. Đó là bài học rất là lớn mình rút ra được. Tuyệt vời, đây là những bài học rất là tuyệt vời dành cho những cái bạn khởi nghiệp. Những bạn khởi nghiệp thì hay có một cái khái niệm là đứng đồi ta thì nhìn đồi khác nó xanh lá hơn. Nhưng mà ai ngờ đi qua đồi khác nhìn lại đồi ta thì đồi ta lại còn xanh lá hơn đồi kia. Chúng ta hay mất công leo quá nhiều ngọn núi mà chúng ta lại không biết rằng là hãy tập trung leo một ngọn núi. Bởi vì bạn leo đến cùng một ngọn núi bạn sẽ trở nên xuất sắc. Còn bạn leo nhiều ngọn núi thì cùng lắm là bạn giỏi thôi, bạn không thể xuất sắc được. Thì bình thường thì chúng ta hay bị vướng đó. Bạn Huy kinh doanh hoa lan, rồi bạn nói là bạn kinh doanh hoa lan online toàn quốc. Cái điều này nó khó hiểu quá. Bạn có thể cho mọi người, tại vì có những bạn xem này và trên toàn quốc xem, cũng có thể là Việt kiều đồ xem, và họ muốn liên hệ, họ mua hoa lan của bạn thì sao? Thì cái ngành hoa lan này á, thì nó khó một cái chỗ là cái cây lá nó mềm, nó gãy, nó dập. Chưa kể nó thiệt, các bạn mua một cái áo, các bạn cũng đang ngại là không biết nó có đúng không. Thì cái cây nó thế nào? Nó đa dạng các bạn, cây lùn, cây thấp, cây cao, cây nhiều cọng, ít cọng, có giao đúng vậy không, vân vân đó. Rồi vượt qua những rào cản, cái đặc biệt cái ngành mình nó có một cái là phải chuyển tiền trước rồi mới bán hàng. Đó là một điều cực kỳ khó khăn. Thời điểm bây giờ nó còn dễ với các bạn, khoảng 6 năm về trước, 5-7 năm về trước nó là một cái rào cản cực lớn, gần như không ai tin tưởng mình để mà chuyển tiền đó. Bán online mà phải trả tiền sau. Bây giờ là mình cái đơn hàng mình toàn bộ là về qua lan mà trả tiền trước hết. Thì cái bán hàng online á, tức là sao? Tức là mình cây lan, mình đóng hàng, mình gửi bưu điện, chuyển cho người ta. Đơn giản vậy thôi. Nói cái rào cản về đóng chọn hàng không là nãy mình nói rồi. Đóng hàng, mình nói là bưu điện nó không muốn nhận. Lúc nào nó cũng có ghiêng câu, thậm chí như nhà xe nó cũng ghiêng dập gãy không đền bù. Nó cũng thậm chí nó vui là nó nhận, còn nó không vui là nó không nhận. Tức là cái ngay trung chuyển không đã bị nha. Rồi lúc khách hàng mở ra thì thế nào? Cong ngã quẹo hư dập nát, các bạn bảo quản được không? Mình nói thật, tới giờ này cái phương pháp đóng gói của mình tới giờ này vẫn còn cải tiến, vẫn còn phải khắc phục, vẫn còn phải liên tục thay đổi, không được quyền đúng như cái kiểu cũ. Tại vì các bạn đóng gói, mình nghĩ như nãy Long nói là đào sâu, Long chưa đào sâu, nổi cái đóng gói của mình đã đào sâu rồi. Đúng rồi, đào sâu từ 6 năm nay rồi này. Đúng rồi, chuyện lạ. Tức là mình nghĩ tới đóng gói tới giờ này mà còn đào sâu 6 năm. Trời ơi, kinh hoàng luôn. Có nghĩa là mình tới giờ này mình đóng gói thì có nhiều cái cũng có cái vui vui. Có khách hàng, ví dụ nói chung người bán lan thì bạn hàng đó là bạn cũng bán lan kiểu khác đó. Có khách nó lại mua bạn chỗ đó, cũng bạn mình thôi, vui lắm. Nó nói đóng hàng như máy quy á. Đó, cho anh. Tức là mình đóng kỹ đến mức độ là khách hàng phải nói là đóng như máy quy á, chứ thôi là về hư hết. Mà mình nghe thì cũng vui, có nghĩa là những cái chăm chút, những cái mà mình cải tiến về đóng hàng là nó có hiệu quả. Có buồn là nhiều các bạn sao mà nó ẩu thế nữa, thì làm sao mình đóng hàng hết được. Giờ mình hết đóng hàng rồi à, thì là nhân viên mình đóng tại quá nhiều hàng rồi, nó có nhiều bạn đóng rất là ẩu bây giờ mình ra bắt tại trận, mình sôi nóng người nữa, mình nói trời ơi sao không biết thương cây. Nhưng mà như thế đúng rồi, thì mình thương với khách nhân viên chứ chắc là thương đó. Mình phải huấn luyện nó này kia, nó này kia, là thậm chí nhiều lúc phạt nó để cho nó làm sao nó đóng hàng lúc nào phải đúng tiêu chuẩn, để khách hàng nhận cây online là về cây mở ra là cái hạn chế thấp nhất cái tỷ lệ hư hỏng, gãy dập, rủi ro do di chuyển. Thì tới bây giờ thì nhiều khách hàng là khen bên mình thì là đóng hàng rất là tốt, cẩn thận lắm đó. Thì cái điều đó là làm cho mình rất là vui trong cái việc bán hàng online đó. Thì online nó thẳng ra đóng hàng bây giờ vẫn phải cải tiến, còn cây đẹp cây xấu thì đó là có tiêu chuẩn, thì công ty mình là nó có quy cách hết rồi đó. Thì cái tỷ lệ hài lòng của bán hàng online về cái hoa lan của công ty mình thì mình thấy là trên 90%. Có một vài khách hàng than phiền và mình đều xử lý
tuyệt vời hết, tức là hư đổi đền bù hay là thậm chí hư hết thì mình đền hết luôn đó. Thì là một số phần hư thối do trời mưa này kia mình công ty mình đều có phương án hết để cho khách hàng, thì cái tỷ lệ nó thấp như vậy thì làm cho mình an tâm. Chứ nói thật mà khoảng mấy chục phần trăm đi rồi đền cho chết luôn đó, cái phần đó là không được quyền bán hàng online. Các bạn bán hàng online các bạn chú ý thêm những cái điều đó. Khách đến từ các tỉnh nào hiện tại? Hiện tại bây giờ thì gần như em bán tất cả các, không phải hiện gần như nữa mà hiện tại giờ em bán tất cả các tỉnh thành và hải đảo luôn. Ra Côn Đảo, Côn Đảo bán luôn, Phú Quốc có luôn, Phú Quốc thì nhiều lắm. Tại Phú Quốc kinh tế đang phát triển, và đặc biệt là những cái miền Hà Giang đó này. Hà Giang, tức là núi. Trên cái ngoài đỉnh đỉnh cao nhất á. Khu vực đặc là thầy đi Đồng, Đồng Văn. Đúng, Đồng Văn khách hàng cũng mua nhiều. Mình ngạc nhiên vô cùng. Cái nơi sỏi đá gọi là nghe nói đường đi khó khăn lắm. Đúng rồi, khó khăn lắm. Khó khăn lắm mà vẫn có khách hàng như mấy anh công an này kia anh mua. Mình nghe trời ơi cái chỗ anh này nó khó, em muốn đi du lịch cho anh lắm rồi không ạ. Em chưa có việc mình sẽ lên đó mình liên lạc với anh để mình du lịch. Trên cái việc đó tới coi như cực nào mình cũng có bán. Rồi bán Campuchia. Campuchia thì mua dễ tại vì nó có những chiếc xe. Và đặc biệt có một số khách hàng đặc biệt là trên thế giới. Thì là Mỹ, Pháp, những anh Việt kiều Pháp á về đây thích mua những cây lan mà siêu nhỏ vậy các bạn. Cực kỳ nhỏ. Nhỏ nên nói thật các bạn phải là dùng kính lúp các bạn coi bông. Là có những ông Việt kiều Pháp. Ông tại vì nhà ông chật lắm các bạn, nước ngoài các bạn biết họ chỉ có một gốc đó là chia cây thôi thì họ chỉ đem những cái cây nhỏ vậy là họ thích. Nước ngoài trong cái gu phát cây như bông nhỏ như Việt Nam mình đa phần thích bông to. Đó thì như Pháp. Và bên Singapore các bạn biết đất Singapore thì nó chật kinh khủng. Nó có đất đâu. Toàn bộ là trồng trên ban công. Này kia. Đó là họ mua cây của mình về, họ nói cho họ biết Singapore cây hiếm lắm, không có cây mà mua luôn. Đó là những cái cây bên Việt Nam mình chơi phải gọi là phe phở như là 100-200 ngàn thôi, 200-300 ngàn thôi. Bên Singapore muốn bỏ bạc triệu mà không có tiền người mua. Các bạn nó phải về Việt Nam các bạn mua. Các bạn lấy chồng Singapore và mua cây về cho chồng chơi mua ở Việt Nam chuyển qua cho chồng kinh chơi cái cây lan đó. Họ nói là giá là tầm 1-1.5 triệu một cây. Ở bên Việt Nam mình khoảng tầm 300-400 ngàn thôi. Đó thì là mình thấy là trên thế giới ai cũng yêu lan, về bên mình bán lan thì mình có một cái thì chưa có đẩy qua cái phần quốc tế, họ chỉ mua qua dạng sách tay nhiều lắm, rất là nhiều, nhiều lắm, gần như là Úc này kia, chứ Úc này kia cũng có đó. Nhưng mà các tỉnh thành thì gần như là đầy đủ, không có thiếu tỉnh nào hết. Đó là cũng điểm bây giờ mà mọi người lợi. Xem cái đoạn này mọi người muốn liên hệ với bạn Huy để mua lan thì mọi người liên hệ như thế nào? Thì hơi sẵn quảng cáo xíu ha, thì mình có mua hoa lan thì các bạn vô trang web siêu thị hoa lan.com, đó nơi bán đầy đủ các loại hoa lan và phân thuốc và có thậm chí có kỹ thuật. Mình nghĩ các bạn nên nghiên cứu về kỹ thuật là tiền đề để các bạn, mình nói là không có tốn chi phí thì các bạn đốt cháy giai đoạn các bạn không có phải đóng học phí về vấn đề cây hư á. Các bạn về tại vì cái thời gian đầu á các bạn không hiểu cây nó hư nó chết thì các bạn phải mua đi mua lại rồi nó, nhưng các bạn có kỹ thuật các bạn sẽ bị không bị tốn nhiều thời gian hơn đó. Thì các bạn nên nghiên cứu về kỹ thuật bên mình, các bạn vô cái trang đó có từ kinh nghiệm, có video, có những lớp học, có cây lan, có phân thuốc đó, và thậm chí cái tư vấn của mình, công ty mình trên hệ thống của siêu thị Hoa Lan có những kênh Zalo để các bạn gửi những hình ảnh cây lan các bạn hư hỏng hay là các bạn muốn chăm bón cho nó tốt hơn để công ty mình tư vấn hỗ trợ các bạn. Thì trang siêu thị Hoa Lan.com là đủ rồi, còn nhiều trang khác bên công ty mình nữa, nhưng các bạn cứ vào trang chính thì mình nói nhiều các bạn không nhớ được đó. Mình nhắc lại là siêu thị Hoa Lan.com các bạn ha. Rất là tuyệt vời đó. Bạn Long Open, bạn có thể là nói rõ hơn cái dịch vụ bên bạn và mọi người muốn sử dụng dịch vụ đó thì mọi người phải liên hệ với bạn như thế nào? Dạ, rất cảm ơn thầy. Thì dịch vụ của mình là như mình nói là có 3 mạng chính. Cái mạng mạnh nhất của mình hiện nay là dịch vụ cho thuê xe, đặc biệt là dòng xe limousine. Chúng ta muốn trải nghiệm chúng đi thoải mái, thật sự là thích thú trải nghiệm mà chúng ta dùng chiếc xe này, hoặc là các dòng xe du lịch nếu các bạn cần các những tour đi quốc tế. Nếu bạn muốn đi Thái Lan, Singapore hoặc các nước khác, dịch vụ visa hoặc vé máy bay thì mình đều có. Các bạn chỉ cần lên Google và search là Long Open thì nó ra hết. Các bạn chỉ cần search Long Open mà nhé, thì nó sẽ bắn vàng để cho mọi người hình dung. Dạ, Long
Long là tên mình và Open là mở, đóng mở và Long Open. Chỉ cần search Long Open thì nó sẽ ra công ty mình, giống sai cá nhân mình, và vào đó là sẽ liên hệ được. Rất là tuyệt vời. Vậy thì hiện tại cái tình hình khởi nghiệp á, hiện tại nó rất là sôi động. Vậy thì hai bạn có thể là đã có một cái kinh nghiệm khởi nghiệp rồi, và có một cái góc nhìn riêng, đặc biệt là gần đây các cái quỹ đầu tư rồi họ vào rồi rất là nhiều. Thì hai bạn trả lời, bạn Huy có thể là cho trả lời trước. Vậy thì để ra khởi nghiệp thì cái điều gì là quan trọng nhất? Mình khởi nghiệp nha, mình học thầy cũng là 6 năm và mình cũng mới học cái khởi nghiệp của chính phủ, của ủy ban liên thành phố tổ chức có lớp khởi nghiệp, tức là như thầy nói là được sự quan tâm của nhà nước, của những tổ chức, của những cái quỹ để cái tinh thần khởi nghiệp nó đi lên. Thì mình thấy điều đó là tuyệt vời dành cho các bạn mới khởi nghiệp bây giờ. Mình thấy giờ những cái trình tương tác của khởi nghiệp tốt lắm đó. Thì mình thấy cái điều khởi nghiệp quan trọng nhất mà cũng là những kiến thức mà mình đã học rồi là thứ nhất là chắc chắn các bạn khởi nghiệp có thất bại, nhưng các bạn phải thất bại nhẹ nhàng như thầy dạy là thanh lịch. Mình phát hiện có nhiều bạn á, là làm xong rồi bỏ ngành đó làm ngành khác, nhưng có làm rồi thì qua ngành khác mới có kinh nghiệm. Chứ bây giờ nhiều mảng quá biết làm gì, đứng núi này trong núi nọ ha, vân vân vân, rồi cứ lây quay không làm. Các bạn cứ làm nhưng các bạn đừng đầu tư quá lớn. Các bạn làm thì cái điều quan trọng nhất, còn nhiều điều nữa nhưng mà quan trọng là hãy làm đi, cứ làm đi, và các bạn làm cho khéo như mình nói, đừng có bị gọi là đầu tư quá nhiều tiền, quá nhiều cái. Khi bạn góp rồi một cái, các bạn hứng gọi là búa rìu dư luận hay là gia đình xã hội, các bạn sẽ không có làm nữa. Các bạn cuối cùng các bạn sẽ nói khởi nghiệp sẽ mãi mãi không đến tay mình. Nhưng mình nói các bạn làm nhưng mà phải làm cho nhẹ nhàng, coi nó hợp với mình không. Hợp là mình đi tới, không hợp thì mình chuyển ngành qua ngành khác. Và có một cái con số để mình tặng các bạn trong cái dịp gặp gỡ hôm nay, để các bạn biết các bạn có khởi nghiệp thành công hay không, là các bạn phải có cái con số để các bạn biết. Chứ bây giờ tôi làm được hay tôi làm được, ai nói gì, lý do là làm được hay không, ai biết là sắp tới là có khách mình dẹp cái đó, ai mốt cái khách là gọi cái kiểu ấy dẹp rồi không. Bây giờ các bạn, thứ nhất cái này kinh nghiệm mình nha, 3 tháng đầu các bạn làm bình thường nha, tức là các bạn không có dùng quảng cáo, dùng đốt tiền quảng cáo hay là dân dân á, 3 tháng đầu các bạn tạm thời đừng có phan nghĩ là đừng có gọi là có khách hàng, có khách nhưng mà hiếm, ủng hộ ta gọi là khách ủng hộ, bạn bè thân mình ủng hộ, bà con hay là trong trường học thì ủng hộ nhau. Nhưng mà 3 tháng đầu các bạn làm, các bạn sẽ gần như không có khách online, gọi là khách vào hệ thống các bạn đó. Thì các bạn là 3 tháng đầu, sau 3 tháng bắt đầu các bạn, hoặc là gần 3 tháng các bạn thấy có những triệu chứng của website, như là website có người comment ha, rồi website là thậm chí là bị spam ha. Các bạn bị spam nhiều khi là mừng lắm, là các bạn mới là website chưa bị, chắc chưa bị spam đâu, một thời gian các bạn bị spam có nghĩa là nó đã dò ra cái trang của bạn rồi, nó spam thì các bạn chống spam lại thôi. Nhưng mà như vậy cũng là triệu chứng là trên mạng nó đã phát hiện các bạn rồi đó. Rồi các bạn sẽ có đơn hàng 1-2 cái đầu tiên đó, 1-2 cái đơn hàng đầu tiên, và các bạn từ cái hệ thống nha, trong một tháng các bạn có được 1-2-3 đơn hàng, ở đây mình 5-7 đơn hàng. Sẽ trao đổi anh Huy chút là thầy có hỏi rất là gọn là theo anh thì cái điều gì quan trọng nhất, thì anh có thể chia sẻ với các bạn một cách ngắn gọn là theo anh là mình nên tập trung vào cái gì? Xin lỗi, cái đó là điều. Thì nãy mình nói là cái điều là cứ làm và không được quyền rớt, action. Không được quyền rớt quá đau, tức là mình không được quyền thất bại mà gọi là không có cứu cánh được. Cứ làm, và các bạn những cái số liệu nãy mình nói để các bạn biết, các bạn vẫn tiếp tục đi tiếp, đừng có bỏ dở nửa chừng. Ý là nãy là đưa cái đó ra để, tại vì mình phát hiện có nhiều bạn làm rồi nhưng mà có khách hàng nhưng mà lại dẹp đi cái mạng đó. Nó bị uổng. Tức là viết bài, ví dụ viết mấy chục bài mà không có khách, cái bắt đầu tuột, thôi thế này không được rồi bỏ. Bỏ cái phát hiện là có khách gọi ngược lại. Thì lúc đó là nó thành ra nó dở hơi, nó không có ra gì. Nên các bạn chú ý cái phần theo đuổi đó. Đúng rồi, mình thay đổi vậy nên có những cái dấu hiệu để mình nhận biết cái phần đó. Đó thì các bạn là cái đó đều mình nghĩ là cái kinh nghiệm mình thôi. Nên mình nói với các bạn hơi bị dài xíu.
Bạn Long, cái điều mà quan trọng nhất của khởi nghiệp là gì? Thật sự là nói về khởi nghiệp nó nhiều quá, Long cũng không dám là chia sẻ nhiều về cái này. Nhưng mà cái kinh nghiệm thành công của bạn cho tới giờ, kinh nghiệm thực tế thì một số cái quan trọng, mà trong đó quan trọng nhất đó là cái việc chúng ta phải theo đuổi việc học liên tục. Theo bản thân mình là theo đuổi việc học liên tục. Sự quyết tâm thì nhiều người có, nhưng mà quyết tâm mà không được khai sáng thì nó đi lạc hướng, nó sẽ trả giá. Nếu chúng ta có tiền bạc mà chúng ta không học hành, chúng ta không tìm hiểu thật sự thấu đáo, không được thầy dẫn dắt thì chúng ta sẽ lạc hướng và trả giá. Có rất nhiều người anh, người chú, những người thân hoặc là những người bạn của mình lớn hơn, họ có tiềm lực tài chính và họ làm một thời gian thì họ lại mất đi cái phần đã có, thì rất là tiếc. Nên mình hay nói một cách đơn giản với các bạn trẻ bây giờ là đứa nhỏ lớn lên nó muốn ăn nó cũng phải học. Chúng ta muốn biết làm toán chúng ta cũng phải học, chúng ta muốn viết văn chúng ta cũng phải học, chúng ta muốn lên lớp cấp 2, cấp 3 chúng ta phải học, thì tại sao cái việc khó như khởi nghiệp chúng ta lại không đi học? Thì đó là điều mà mình rất là trăn trở. Và theo mình thì cái sự quyết tâm của chính mình là điều rất quan trọng, nhưng mà hãy chủ động tìm thầy, tìm những người bạn, tìm những cái lớp khởi nghiệp, đặc biệt là bên business mà mình đã theo học á, thì các bạn học để khai sáng cho chính mình trước, thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra lối đi cho mình. Còn không là bạn giống mò trong một bóng đêm, rất là khó. Rất là tuyệt vời. Chúng ta đã có gần 50 phút rồi. Vậy thì bây giờ là một câu mà gửi lời khuyên lại cho khán giả. Chắc chắn là những người xem đây là những người dân đang kinh doanh, em muốn ra khởi nghiệp. Thì một cái câu mà gửi lại cho các bạn đó là câu gì? Bạn Huy có thể chia sẻ. Mình nói là năng lượng, quyết tâm và nhiệt huyết là mình không bao giờ từ bỏ cái điều đó. Vâng, rất là tuyệt vời. Còn bạn Long thì chia sẻ cái điều gì? Nếu mà một câu về nghề nghiệp thì mình nghĩ là cứ đi rồi sẽ đến, cứ làm thôi. Cứ làm thôi. Không? Cứ làm. Vâng, cứ ra là cứ làm thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ làm. Vâng, vậy thì vừa rồi các bạn có dịp giao lưu kết nối với hai bạn doanh nhân trẻ, một bạn kinh doanh về Hoa Lan và biệt danh là Mai Huy Hoa Lan, và một bạn tên là Long O Bình. Và cả hai bạn đều sở hữu công ty và hiện tại đang phát triển rất là tốt. Vậy thì chúng ta đã qua gần 50 phút để chúng ta giao lưu với nhau rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tham gia vào các cái chương trình phía sau tiếp. Bye bye các bạn. Và các bạn muốn tương tác với bạn Huy hoặc tương tác với bạn Long thì các bạn cứ lên Google search siêu thị hoa lan.com hoặc là Long Open. Bye bye các bạn.